Hi, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình đó là rất là nhiều Zumbai đằng sau kia. Chào mọi người đi, Zumbai với cả người xương này. Chào mọi người đi. Cháu đi. Không chào à? Thôi tí nữa mình đánh nó sau. À, còn nhân vật đồng hành cùng Zumbai với cả mình đó là thanh niên đầu đỏ. Chào mọi người nhá. Thanh niên này toàn giới thiệu Zumbai. Phải giới thiệu với con... À, quên mất đây, còn chưa giới thiệu mấy bác gọi là Khun Ngầu ở đây. Đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tham gia cái cuộc thi sở hữu gọi là con chó VIP nhất ở trong Minecraft. Đấy, đây là những cái món đồ khởi đầu. Đấy, chúng ta sẽ có quả trứng sinh ra con cờ hó, con chó, chó sói. Đấy, đây thả ra đây. Đấy, uầy, thả nhanh các bạn đây. Sau đó thì chúng ta sẽ cho ăn xương. Yes. Ê, chó nó, ơi, chó. Ê, ăn đi. Chết rồi, chó hóa điên rồi. Chó hóa điên rồi. Ui. À được rồi, rồi mình sẽ đeo cái vòng cổ. Không, nhưng mà không được tiền. Thì nó hộ mình đánh được là được rồi, thanh niên ạ. Ui, sao nó lại ngồi kia? Từ từ mình phải đánh bọn này đông quá. Trời ơi, cứu với. Nó hộ mình đánh là được rồi các bạn. Rồi, à, đây mình sẽ cho nó ngồi lên. Đấy. Đấy, vừa vào là sẽ có đồ khởi đầu, đó là một cái vòng cổ các bạn này. Ơ, sao con chó nó không đánh hộ mình vậy? Trời ơi, chó cùi quá. Rồi, không sao, cứ từ từ đã. Yên tâm bạn này, không đánh mình không đánh được chó đâu. Đấy, vì chó của chó... anh nó tụ toàn tụ đi ăn xương thôi. Tụ đi ăn xương là sao? Tụ đi ăn con skeleton đấy. À, ư thế tốt thế thì anh ở chết luôn. Chó này thì nó sẽ chỉ giúp ích cho mình, đó là việc ấy thôi. Thôi rồi. Việc tấn công hộ mình thôi, chứ còn nếu mà nó kiểu như là cắn chết mấy con người xương hay là mấy con động vật này thì mình cũng không được điểm đâu bạn, nó chỉ hỗ trợ thôi. Nói chung là pet mà. Đấy, nó chỉ hỗ trợ thôi chứ không thể nào mà nó thay mình làm hết việc được. Ôi, sao con chó của Vanh đi sang chỗ núp làm gì? Ngáo à, đây chó à, núp đây tình niên. Trời ơi. Đây, nó cắn đi. Ui, nói chung là mấy con này hơi yếu, mình đánh mấy cái nó chết luôn rồi. Chó mình còn không kịp cắn hộ ạ. Rồi tí nữa đi. Tí nữa sang bên kia thì chắc là nó mới sẽ hộ mình nhiều hơn. Ôi giời ơi, đánh một con này. À, chắc là mình sẽ có kiếm 1.000 tiền mình mở pet ngày hôm nay luôn nhá. Ngày hôm nay khai trương luôn. Ơ sao tới đây còn động vật đây? Ui, bên này thanh niên này nhiều. Ờ, chết đi, đúng rồi. Thanh niên chết queo luôn. Ui, chó thanh niên này cắn ghê vậy. Đây. Đấy. Cắn đấy, đúng rồi, cắn. Chó của Panh toàn cắn người xương rồi. Đấy, con chó đuổi mãi con người xương cắn. Cắn nó vào mông nó luôn ạ. Cắn đấy. Trời ơi. Cắn em ơi. Ừ, đúng rồi. Hình như là chó nó rất là ghét người xương. Thôi, núp về mở pet đây. Nó ghét người xương, nó chỉ dí người xương đó bạn ơi. À, xem nào, con gì đầu tiên này. Ui, tấn công luôn à. Ui, ngon. Tấn công là ngon đấy. Stronger là xịn luôn này, may mắn nữa lại xịn nốt này. Ui, cầu được không ước thấy rồi. À, không sao, chạy nhanh cũng được các bạn. À đâu, nhảy cao chứ quên mất. Ui, núp có sức tăng, sức tấn công luôn ạ. Ui, thế này thì cần gì chó nữa các bạn. Rồi, không sao. Ê, núp lại mở tiếp nha, để núp mở tiếp. Nhanh thật, đã được 500 rồi. Đây, mình sẽ mở tiếp luôn. Làm liền ba con luôn, sau đó cho thanh niên Vanh về, thích mở thì mở. Ui, anh cả Reaper. Đấy, Vanh về mở đi, Vanh của Vanh tất. Không, quả này thanh niên này về mở là tỷ lệ ra may mắn cao lắm này. Tỷ lệ một con ra luôn này. Ờ, dễ lắm luôn đi. Rồi luôn. Chị cả Reaper. Con nữa. Này thì... Rồi luôn, lần này núp mở là dễ lắm này núp. Thanh niên, ơ, thanh niên mở không được thật à? Không được thật, hai con không. Ui, được giời, luôn đi. Đâu, đẻ tôi. À, sau này hai thanh niên đen đấy nhở, mở thanh niên nào mở 2-3 con mà không ăn thua. Ấy đấy, cái con khỉ gió đấy. Chưa được hả? Khó. Khoai quá, trời đất ơi, anh em ơi, khoai quá. Được. Ui, thanh niên mở rồi, luôn đến, kìa. Đến gần con thứ mấy, bây giờ con thứ mấy hả? Wow, đây là con núp 4 con rồi, Vanh 3 con. Ui, 7 con ạ. 7 con thứ 7 á. Hôm nay bọn pet này ngày hôm nay chúng nó... Trời ơi, chôn sao các bạn ơi. Rồi. Đấy, nói chung là cái con cờ hó của mình nó không có tác dụng gì ở trong cái cánh cửa đầu tiên rồi. Bởi vì là sao? Bởi vì là mình đánh một cái nó chết luôn rồi thì lấy đâu ra con pet mình nó giúp ích gì đâu. Ui, lại nhảy. Uai, nhảy cao. Ui giời ơi. Chó ra đây. Mình nhiều pet quá. Chó ra đây em ơi. Nhảy. Thôi thanh niên được may mắn thì ấy nhá. Một map nhá. Ừ, biết rồi. Mình về mình nâng cấp ấy đấy. 100 đô rồi để có thể nâng cấp được con chó đẳng cấp hơn à. Đó, xem nào. À, cái này gì đã? À, vòng cổ vàng các bạn ơi. Và chúng ta sẽ nâng cấp bằng cách là trang bị à, cái này không được các bạn ơi. Cái này là mình không đổi được, mình bắt buộc phải đổi chó này. À, thế thì từ từ á. Con chó này nó không thể nào mà theo mình mãi được.
thì sẽ phải đổi láo mới chúng tôi ạ. Là thả con luộc khác vào lên đây. Luộc mà. Chó lên. Ơ sao con này nó không thần phục mình. Ê, con này bị điên rồi, chó dại rồi. À đây đây đây. Đấy. Nó nhìn thấy con xương ấy. Ờ đấy con người xương là ai. Ok. Chó vàng rồi bạn ơi. Thế nhưng sao bên kia à? À luôn vừa qua cái con gì kia nó ấy luôn. Các bạn là núp có sức mạnh nên đâm ra đánh bọn này cũng ăn hit một cái. Chó núp không có đất dụng võ luôn. Rồi, mình sẽ kiếm 1.000 tiền và mình sẽ về. Rồi, về mở pet đây. Kiếm bên này mà. Từ từ đã. Sao nào? Con số gì đây? Ừ, lại tăng sức tấn công ạ. Ai đùa như thế bao giờ không? Tôi mở đến 5 con pet rồi. Thôi, xong. Ui, banh đánh gần chết rồi. Con chó ra nhảy một cái chết luôn ạ. Rồi, chúng ta sẽ bắt nó vào và mang sang đây các bạn đây. Chịu giật. Đây, chó vàng à. Chó đeo vòng cổ vàng đấy. Cắn đi em. Ấy, ừ đúng rồi. Chết dở rồi. Con cá sấu mình đánh một cái, con chó cắn một cái. Không được. Ui, chó toàn cắn chết của chủ thôi. Ui rồi. Cái này mình phải căn đam đó các bạn ơi. Ui nhưng mà lúc có sức mạnh, lúc cảm thấy lúc cứ đánh hai cái chết luôn một. Chết luôn một con này thì chơi bài gì. Dễ quá. Easy gaming quá các bạn. Ui. Thả lên chó này. Này, cứ đánh hai cái chết này thì chơi bài gì nữa. Thôi bây giờ mình sẽ ra đây. Đấy, mình vẫn dùng cái que gỗ nha các bạn nhé. Mình vẫn dùng cái que gỗ luôn đấy. Ôi dồi ôi. Thôi, về mà pet tiếp. Hai con may mắn. What the hell. Thế gì vậy? Ui, tự nhiên hai con may mắn luôn. Lượn ra. Trời ơi. Ơ này, Vanh cũng được cấp bên chó đeo vòng vàng rồi à? Ừ, chó được phết nhờ. Không, nhưng mà đánh một cái xong nó cắn một cái. Thôi, tôi ba con ấy luôn ạ. Vanh đang muốn có sức mạnh đây. À, cay thật các bạn ơi, tôi mở. Bực thật sự luôn các bạn. À đây rồi, tôi mất rất là nhiều tiền mới có thể có được con may mắn. Bực thế nhỉ. Rồi, không sao, đây. Đâu rồi, con chó đeo vòng xong cổ. Xong về được rồi. Rồi, à đây, chó đeo vòng cổ vàng. Á, à, con đeo vòng cổ bằng sắt này nó cũng đi theo mình này. Thôi cho nó ngồi xuống đi. Mày lắm. Ui, ba con may mắn. Cái gì vậy? Thế nên không mở được sức mạnh à? Không làm mở được sức mạnh. Thôi mình để tiền đây, mình để tiền 2.000 mình về mình. Làm. Ui, có sức mạnh à, kiểu đẳng cấp luôn. Ba con may mắn ạ. Đấy. Đơn giản. Ui. Chưa? 1.000 tiền chó luôn. Chó, tao xin mày. Chó ơi, đừng có gắn chết nữa. Lúc có sức mạnh nên đâm ra con chó nó cũng không có đất dụng võ các bạn thấy không? Rồi luôn. Ui. Cảm giác 45 tiền. Cảm giác như là mình đánh nó một cái đây. Con chó đây, chó nhảy vào nó sẽ cắn một cái nhá. Ấy, đúng rồi. Đấy, thực ra thì mình đánh hai cái chết rồi. Chờ con chó nhảy vào. Rồi, cố gắng nâng cấp nó lên cao cao một xíu rồi sang bên cánh cửa bên kia kìa. Thì là bên đấy à, là mình... luôn á. Mày giết chó nhá. Giết chó. Trời ơi, có cái con pet rồi. Chúng ta đang nâng nâng cấp. Luôn Vanh thề luôn là Vanh đánh đúng, đánh gần chết con phù thủy rồi, con chó nhảy vàng phát chết luôn. Chó mạnh mà, trời ơi, bình thường á, con phù thủy mình đánh còn vất vả các bạn ơi, nhưng mà con chó nó cắn cái chết. Rồi, lúc được 4.000 tiền rồi các bạn, bây giờ là mình sẽ mở hai quả trứng thôi, tập này mở nó may mắn luôn này. Ui dồi ôi, trông đói ạ, nhìn cái con đen đen này, cứ tưởng con chó sói đen cơ, người sói đen cơ, không phải. Ôi, ngày hôm nay tôi đen thế, bực thật sự các bạn ơi. Ôi trời ơi, có sức mạnh nó khác thật. Chắc là mình không cần nâng cấp. Ấy. Chó ai đây sao mình đánh chết luôn rồi. À, thanh niên là đánh chết chó của Vanh. Không, nhưng mà con chó đấy nó không đeo cái gì nha. Con chó hoang nha, đừng có nói bậy nha. Con chó đeo vòng vàng của Vanh đâu rồi. Không biết nha. Vòng vàng Vanh mua các bạn thấy đấy. Rõ nha, con vừa lấy là không đeo cái gì nha các bạn nha. Rồi, đôi nói câu à, luôn. Con đeo vòng vàng con đấy là đâu? Con chó hoang, trời ơi. Có hoang. Thà luôn chứ mình toàn được Lào bên chúng tôi. Mình toàn được sức mạnh với cái tôi nào lắm. Lào bên chúng tôi. Rồi ok. Lại kiếm 4.000 tiền vài mở thôi. Ê, phù thủy với chúng tôi. Ui. Ở đây con chó của mình không được cắn luôn ạ. Chắc là mình sẽ bỏ qua mấy con chó gọi là ở level đầu đi. Nâng cấp luôn lên cái level gì nó xịn sò sang xịn mịn con bò đi. Ôi, xịn sò con bò. Chứ bây giờ mấy con này nó cùi quá. À, 6.000 tiền đâu à? Có con nào đánh mình không? Anh em đi anh ơi. Anh em đi. Ui. Ơ, con này không đánh mình ạ. À? À,
Rồi về đây, về đây. Bây giờ là mình con chó vàng đâu rồi? Bây giờ 6.000 tiền đâu để núp mở trước nhá. Nên té ra nhá. Ừ, chó soi trắng luôn. Rồi nâng cấp lên cái ui vòng cổ bằng kim cương. Ú, amazing good job. Rồi. Rồi đâu rồi, đâu rồi? Ờ con chó sức mình nó cấp... anh. Rồi luôn. Chắc nó đang bên này à? Fly à? Ơ. Ờ, đâu rồi ta? Nó chết rồi à? Ê, con này. À đây rồi, sức mạnh đây rồi. Ôi, thế nhiên là có sức mạnh level 2 à? À đâu? Ừ, level 2. Ngay dây. Ô, con chó của mình nó chết rồi các bạn ơi. Không, phải cho nó vào cái dây ấy. Thì nó mới không ấy. Rồi, ok, thôi cả. Thì quay lại mới còn. À, xem nào. Ôi, cắn một cái chết luôn con người lợn ấy. Mình thử đánh tay thôi nào. Nhưng mà mình đang có sức mạnh. Chó cắn đi em. Chó kim cương. Ui, cắn cái một luôn bạn. Đây, bình thường nhá. Con cá sấu rất là trâu bò phải không? Ui, cắn cái luôn bạn. Nhưng mỗi tội mình không được tiền. Đây, thử con phù thủy đi. Chó đây, cắn đi em. Chó. Ơ, ừ, chó điên này. À, đây, đây. Láo mới chúng tôi này, đây. Mỗi tội là nó không được tiền cái gì. Ui. Thà luôn, thôi được anh em, mình sẽ phải. Đấy thôi. Lấy tiền sang bên kia. Bên kia là 25.000 à? Ờ, 15 hay sao chứ? 25. Ui, thanh niên được may mắn chưa đấy? Chưa, đi mua vòng cổ kim cương đây, thanh niên đừng ấy nữa nha. Đừng bắt con vét của Vanh thì là. Ai thèm bắt, trời ơi, không ai bắt nha, đừng có nói thế nha, oan quá các bạn ơi. Vanh cứ nói thế thôi, đấy. Không, nói câu lúc không bắt thì thôi. Không, nói phải chính xác các bạn. Láo này, mình đang có sức mạnh. Đây rồi, em. Cắn em ơi. Ui giời ơi, nhưng mà mày cắn anh không được tiền. Nó cắn không được tiền đâu, nó chỉ giúp sức cho mình thôi. Mà mình đang có sức mạnh, mình đánh một không, cái hai không, cái chết mà lúc biết nó giúp sức kiểu gì không, cắn một cái chết luôn. Ừ thế, đâm ra là chúng ta phải căn. Thì con bên này yếu quá đi à. Chúng ta phải sang bên kia kìa, sang bên kia có con bò các bạn ạ. Ờ, con trâu bò. Con bò ấy, đấy, con bò nó giúp mình cắn con bò lại là hợp lý. Ô, sao con bé tí này đây. Này, lúc được 15.000 rồi. Tại luôn trả thiên nhiên này chắc lâu quá. Mình tự đi kiếm tiền đâu, mình mở map quá. Đây. Đây các bạn ạ, 15.000. Đánh hai cái chết rồi, bình thường mình đánh một cái. Sau đó con chó cắn một cái là chết luôn, không được tiền. À, thôi, tự tay mình kết liễu bọn này đi. Ủa, sang bên kia là tí nữa nó sẽ được có đất dụng võ liền. Để tanh cho mình à? Ờ, à, đúng rồi. 19 rồi. À, có khi nào mình về mở mát xong rồi thanh niên kia mở được luôn may mắn không nhỉ? Dễ lắm. Dễ lắm bạn, nhưng mà thôi không sao. Nên Vanh đã gọi là tốn tiền mở 1.000 để mở cái cánh cửa đầu tiên rồi. Thì mình tốn hẳn 1.000. Tốn hẳn 1.000 luôn. Nên mình không có gì đáng tiếc cả. Ê, cắn em đi anh ơi. Rồi. Giờ thì mình sẽ bắt con này vào. Và mình sẽ mở, đây, nút mở cánh cửa đây. Đấy, về mở pet thì mở đi nhá. Đó, sẽ là bò, đây. Có đất dụng võ rồi em ơi. Đấy, ra đánh với con này thì chắc là không cần. Hai cái chết luôn. Ui, ba cái là. Ui, ê, cắn đi em ơi, cắn hộ cái. Ừ, ấy các bạn thấy không, lại không? Khi con này nó gắp mình ấy, là nó cắn. Rồi luôn, con dế mèn. Đây, mình sẽ đánh một cái này. Đấy, con chó nó sẽ vào nó cắn tầm. Sao cắn chết luôn không? Cắn đi, ui. Rồi, núp nói sai rồi, vay nhầm gì được may mắn. Ui, con chó nó còn mạnh hơn cả mình luôn. Thà luôn, mình đánh 3-4 cái mới chết. Chết con bọ. Thế mà con chó. Cái chết luôn à? Ừ. Để. Ê em ơi, ui, em. Sao mày lại giết con bò? Cay thật sự á. Đâu rồi, đi. Chó giết con lá chắn, chó. Không, phải vanh, phải đánh chúng nó cơ. À, mình cứ đánh cho các bạn này, chó nó giúp ích, giúp sức cho mình tí nào hay tí đấy. Chứ bây giờ mình trông cậy vào nó không ăn thua lắm. Ơ, nó đâu ấy? Ơ, con... Có đeo vòng kim cương của mình đâu ấy? Mời. À nhá. À đây đây. Đâu à? Rồi. À. Chết rồi. À đây đây đây. Ui giời ơi, nó không đi qua được cái hàng rào các bạn ơi. Đây chạy qua đây này. Thử cho nó đánh con bò thôi mà xem một chít chết luôn bò. Không, không một chưa. Mới củi bắp thế thôi mà thanh niên ạ. Tính ra mới nâng cấp 1.000 tiền sao ấy. Ôi. Cắn này. Cắn. Ui, lấy đúng. Ô, tính, đúng. Này, tính ra nó cắn được tiền đấy sao ấy chứ? Đâu? Ồ, anh thử nhá, thử cho cắn con lá chắn này nhá. Không cắn được. Không với anh thấy tăng tiền 5, mà. 5.200 này. Không được. Đang 6.200 nhá, anh thử nhá. À, đây nó đang cắn đây.
Nó chỉ giúp mình tăng đam thôi. Tăng được à đâu? Thế núp tăng mình à? Ngáo thật sự. Thế mình núp ngáo. Tăng mình cũng được đấy. Ê ạ. Ui. Ui. Tại núp sẽ kiếm ui thanh niên 9700 à? À thanh niên nâng cấp kiếm lên à? Thôi mình cũng chắc là nâng cấp kiếm lên không ấy gợi em ra đánh được. Đấy đâu đây, núp đánh 3-4 cái chết con bò rồi. Ghê thật. Dùng gậy đâu bạn. À, con chó mình đây à? Mình đang tính là nâng cấp chó bạn. Cũng dùng gậy luôn. Ai ơi. Rồi. Câu đi em. Chó đâu rồi? Ừ, chó cắn đi em. Đúng rồi, mày cắn được con nào hai con đấy. Giúp mình giải vây cũng được. Ấy cắn, 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 cắn đi, cắn đi, cắn đi. Rồi. Ui. Cắn đi em. Ôi giời ơi. À, bây giờ là mình có mình tiền rồi. Ui. Áo giáp cho chó, áo giáp sắt này. Ui, nâng cấp luôn, nâng cấp luôn. Từ từ mới nâng cấp vũ khí sau. Rồi. Mình là rất ưu tiên. Rồi, đây chúng ta sẽ bắt con này ra đây. Qua bên này em ơi. Qua bên này cho nó mặc ấy, cho mặc áo giáp luôn. Nào. À, đây đây đây. Ui. Chó đeo áo giáp. Hợp lý luôn. Rồi, cắn nó nào. Cắn đây. Cắn đi. Ui. Ui, cắn phát chết luôn ạ. Ghê vậy. Nào, cắn bọ nào. Ê, ê, cứu 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 chó mặc áo giáp chó đâu ạ. Thà... ui chết cho nhập mấy con chó không có vòng kim cương đeo áo giáp rồi. Không, khi là chúng ta cho cái vòng ấy à, cho cái áo giáp vào cái vòng nó sẽ bị biến mất mà. À vòng biến mất à? Ờ thế nên là nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu thanh niên. À, mình sẽ về sau đó chắc là kiếm nó tầm 10.000 mình sẽ về nâng cấp cái kiếm laser nữa. Mình sẽ phụ luôn. Nói chung phủ cùng con chó các bạn ạ. Ôi hồi sao mày cắn đi. Đâu. Ê ạ. Ơ sao nó cắn nhỉ. Chó lâu lâu nó mới cắn các bạn ơi. Cắn đi. Ôi dồi. Đánh mình, một cái thôi không, mình không nhiều pet quá. Ê. Mình nhiều pet quá đâm ra là nó bị vướng. Đúng cả chục con pet này. Mày láo. Mày láo. Đúng rồi. Ê ạ. Chết luôn. Đấy. Đây, mình sẽ nâng cấp lên cái kiếm laser này để nó có thể là tăng sức tấn công phụ mình luôn. Đấy, cả chó cả người gọi là đồng hành luôn. Ê, láo. Trời ơi, được thế thì còn gì bạn. Tính ra chó cắn 4 phát mới chết. Còn không, chó. Nhưng mà tính ra lúc thấy cái gậy với cả cái kiếm laser này nó cũng như nhau này. Nó mạnh hơn. 1, 2, 3. Ây. Ôi mấy con mình còn áo giáp, lúc đánh chết luôn con chó. Trời ơi, tôi quất chết luôn con chó của tôi. Rồi, đây thì mình, đây mình sẽ lại thả ra. May quá nó chết nó vẫn còn để lại bộ áo giáp gọi là 10.000 đô của mình. Nó chết nó không mang đi theo được. Đây bây giờ mình sẽ gọi là, nó vẫn đi theo mình, bắt nó lại. Về mà pet rồi, hôm nay về mở rồi. Và lại mình đặt tầm 3-4 con chó là cho đi thành đàn luôn. Cho đi thành đàn đấy. Ừ sau rồi nó cắn một cái chết. Thôi thanh niên khỏi ấy nhá. Đấy, sẽ mở không rồi. Cho chó thường thôi chứ. Ừ nhưng mà nó cắn một cái nhưng nó chết. Ui tăng sức không. Tấn công luôn ạ. Ui rồi ôi tôi toàn mấy cái. Cái này thì chó làm sao nó giúp được ích gì cho mình không ạ. Đây đã ra đi thôi đi thôi đi thôi. Đi em ê. Đi ra đây em ê. Đâu à. Là đây mình sẽ đánh đây nhá. Ôi giời ơi đánh một cái chết luôn rồi thì chó mới cả má đánh kiểu gì. Ê, ê, lại chết rồi. Ôi giời ơi con chó của mình chết luôn rồi các bạn ơi, mất luôn áo giáp rồi này. Thôi chắc có lẽ rằng là mình giờ mình sẽ về mở pet rồi mình sẽ để tiền để có tiền nâng cấp lên tiếp theo. Và nhìn vanh à. Gì? Đấy, anh em sẽ quay ra quay lúp. Con chó chết luôn rồi. Ra quay lúp đi. Quay cái gì ra đây, núp làm gọn. Một cái chết luôn một con. Ai? Thanh niên này. Sát sinh thế nhở. Sát sinh cái gì trời đất ơi, thanh niên đánh. Bây giờ núp mà không đánh là nó sẽ lao vào cắn núp. Thanh niên sát sinh. Núp cũng vừa tự hủy không, tiêu diệt. Nhưng mà núp còn hồi sinh được, chó không hồi sinh được. Chó có, chó kiếp sau sẽ được làm người. Đâu rồi đây. Đây là sẽ đánh các bạn. Mình sẽ cố gắng lên 30.000 về mở pet luôn. Đấy, nếu có may mắn sau đó mình sẽ nâng để tiền nâng một phát lên con chó VIP nhất luôn. Thế cho nó nhanh.
Chứ bè chó này lâu lâu mình đấy, mình có sức mạnh đấy các bạn, đánh một cái cho chết luôn rồi. Thì chơi bài cái gì nữa? Ôi ôi, này làm ăn đi đâu à? À đi. Quái vật sao bên này ít thế nhỉ? Láo, láo với chúng tôi. Láo với... rồi 25.000 à. Đánh thêm. Ui đừng nhá, đừng chết nữa. Con bò này cầm. Biết sao con bò này khỏe rồi. Có dìu enchant. Dìu enchant là không, bình thường có con bò. Ui giời, ôi anh chuột trồn cái gì đây? Trồn hôi, chuột hôi gì ở đây? Trời ơi. Hai con tàu lao rồi. À đâu, một con tàu lao rồi. Khoai thật, ngày hôm nay mình đang cảm thấy là mình rất là khoai đấy các bạn. Củ khoai lang, củ khoai tây sang bên này đi. Ui. Đấy. Tính ra con bò rất là trâu phải không? Mình có cái sức mạnh là 15.000 rồi mà đánh nó vẫn 3-4 cái mới chết. 1, 2, 3, 4, vẫn 4 cái. Nó kiểu như là ngang ngang với cả mình cầm gậy đánh không bằng ấy. Ông mày cầm gậy cũng đánh 4 cái chứ. Đấy, khó hiểu thật sự luôn. Tính ra nó vẫn bằng đấy đam. Mà rõ ràng cái kiếm này nó tăng 16 đam rồi. Khó hiểu thật. Có gì đó sai sai ở đây. Ui xôi. Tưởng cá. Tưởng cá đầu búa. Hóa ra con cá chết trôi. Cay thật. Ui, thanh niên định tích 30.000 về mở luôn à? Thế thì từ từ nhá. Để núp để núp mở nút cái lần cuối này nha. Núp lỡ đầu tư 3 lần vào rồi. Ok. Ê, đi, áo giáp chó. Áo giáp chó thanh niên nào nhỉ? Cái gì đây? À, áo giáp sắt. Lấy... À, con vừa lấy banh vừa chết con chó. Đừng có lấy. Không, núp nhặt được mà. Nhặt được của rơi xin mời đưa người trả lại. À, nhưng mà người trả lại thì chắc là không lấy đâu. Con của núp vừa lấy chết là nó chết 2 lần rồi nên đúng là nó không thấy nó rơi nữa. Mày lão với chúng tôi. Rồi. Sắp 15.000 rồi bạn. Thôi mình về nút mở nút lần này không ra nữa. Thôi cho thanh niên vanh kia mở. Mình đã cố gắng mở 3 con rồi. 3 con rồi. Rồi, về thôi. Đấy, mình cái sở thích đó là một khi đã máu là cứ mở lần lượt. Thôi ôi, mở bao giờ. Chán đi thôi. Mở. Ôi trời ơi, đây rồi. Cá kiếm của tôi đây rồi. Đấy, banh mở đi. Trời. Bây giờ mình sẽ kiếm lên 150.000. Đấy, nâng cấp lên con chó VIP nhất luôn. Tầm này không nói nhiều. Ê, có may mắn rồi thì nó. À, banh có sức mạnh bà. Ui. Mày láo. Mày láo với chúng tôi. Sức mạnh bà cũng là một cái gì đấy. Rất là xịn. Cầm gậy đánh. Ui. Rồi 51. Ê. Buông ra. Bỏ ra. Ê xà. Ê. Rồi 60.000 rồi. Mình có thể về mở hai con pet 30.000 đấy. Chúng ta sẽ có một cái chiến thuật rõ ràng. 68.000 này. Nếu 150.000 thì chắc là mình sẽ bỏ qua luôn mấy cái đồ nâng cấp con chó ở cái mấy cái level tiếp theo đi. Mình nâng cấp một phát VIP luôn để cho nó đỡ bị gọi là phí các bạn nhé. Bây giờ mình có pet may mắn rồi mà. Tầm này được. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ô, thanh niên vừa lấy mở hai con à? Hai con pet à? Hai con, hai được. Con một con may mắn, một con chạy nhanh. Ua. À không, quên mất. Một con sức mạnh, một con chạy nhanh. Hai con, một con may mắn, may một mắn chạy nhanh. Mình tưởng thanh niên được may mắn dễ giờ, thế. May mắn này. May mắn rồi luôn hai con sức mạnh luôn. 150.000 luôn. Lên mở pet không? Mở pet thì chúng ta sẽ có cơ hội nhân gọi là nhân 4 lần số tiền mình nhận được. Thế nên mở pet các bạn, sau đó thì nâng cấp chó. Ui giời ơi, Fly làm cái gì? Trời đất ơi, Fly làm cái chi? Bay bò không đánh trúng được. Trời ơi, nhưng mà chết một cái là mất Fly luôn. Ui giời ơi, chạy nhanh làm cái gì? Rồi, tốn 60.000. Chúng ta còn 60.000 nữa. Đây mèo đây. Ui lại Fly á. Ngày hôm nay tôi nói thật là tôi rất là đen. Tôi rất là đen các bạn nhá. Ui rùa 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 rùa. À có rùa. Rùa cũng được. Đấy. 150.000 sẽ lên rồi. Ui áo giáp chó bằng kim cương. Đấy, từ từ đấy nhá. 150.000 kiếm 150.000 đơn giản thôi. Mày nào. 150.000 nhanh mà. Đánh con này mỗi con được hẳn mấy chục nghìn nè. Đánh 10 con chắc là ổn. Rồi. Mình không mở được sức mạnh luôn đấy. Mở như thế mà không mở được sức mạnh cũng hơi cay. 80 à?
Tính ra là cái con cầm khiên ấy chỉ rồi, đánh cái con đúng. Nhỏ nhỏ thôi. Đánh con nhỏ nhỏ mới chúng ta mới được tiền. Đánh con to không được tiền đâu. Là toàn cua. Toàn cua. Cua hoàng đế. Đúp nâng cấp lên gọi là con chó VIP nhất đây. Cho các bạn chiêm ngưỡng luôn cái sự lợi hại của nó luôn. Lão rồi, 150.000 rồi, vé đây. Đấy, bỏ qua luôn con 25.000. Đấy, ui giáp vàng. Vàng làm gì tầm này? Đấy. Tầm này là gì? Tầm này là chúng ta phải gọi là ui, thế nào? Ui, cầm cái này vào thôi mình đã được tăng giáp vàng rồi. Ui giời. Ui giời. Chó ghê lắm. Ui. Cắn one hit một bé luôn. Rồi. Thế nào? Sang bên này. Thả đây. Có đất dụng võ rồi em. Đánh nó đi em. Con bò nó bỏ. Con này chạy. Ui. Cái gì? Cắn một cái con bò chết luôn. Ôi mày chuối. Mỗi tội chạy hơi chậm. Ây. Ây. Lão mày chúng tôi này. Ui. Được của nó các bạn ơi. Ui. Ê thật. Rồi, cắn đi. Cắn đi em. Không cắn à? Cắn đi. Cắn đi. Đâu cho ui. Cắn một phát em chết vanh không à? Đâu, đâu để lúc thử đánh đánh nhẹ vào vanh nhá. Lão mấy chúng tôi này. Trời ơi, một cái chết luôn. Ui, cho áo giáp kim cương đẳng cấp thượng thừa. À mình sẽ thử sang bên kia. Để rồi, test thử. Luôn. Rồi. Thì nhìn chết một cái mất luôn. Đây, qua bên này đi. Thế mà pet à? Khoảng tầm chục con cua hoàng đế rồi. Chục con cua. À, bên kia là cũng 150.000 phải không? Nãy giờ là vanh đủ 150.000 rồi đấy, nhưng mà là vanh cho chục con cua hoàng đế. Cua hoàng đế. Cua cho cái gì ấy? Chạy nhanh. Ui. Rồi, để mình thử sang bên kia xem. Bởi vì là ở đây là nó cắn một cái chết con bò luôn rồi. Đấy, đến nỗi vanh mà còn cắn một cái chết thì các bạn đã biết đẳng cấp của chó của mình như thế nào rồi, tầm này. Rồi. Ok, 150.000 rồi. Bây giờ mình sẽ mang đấy nó sang rồi. Cánh cửa bên kia. Cuối cùng cũng được may mắn. Rùa. Cuối cùng được con rùa. Con đã có tiền mở con rùa đâu, đã có tiền mở 30 đâu. Thế thì mai mới được mở con may mắn kia. 15.000 đó. May mắn 15. Đặt ở đây. Em ơi, nó đánh anh. Để yên. Thành yên, để yên để con chó lúc nó test thử xem nó VIP như thế nào nào. Ok. Đây, mình sẽ bắt nó vào đây. Đâu để núp đi tìm đây đây đây. Đây 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 có ông cụ này, ông cụ cầm. Nó không cắn ấy này, không cắn người à? Anh ơi, nó đánh anh này. Nó bắn đấy. À có ui cắn một cái chết luôn. Rồi, nó cắn dần dần các bạn ơi, cắn từ từ. Lào mới chúng tôi này. Ui giời ơi ghê quá. Nó cắn chậm nhưng mà phát lào là chết luôn. Chậm mà chắc luôn đấy các bạn ơi. Đây mình thử đánh con chó mình bây giờ. Sẽ nâng cấp xem nào. Đây tự bắt các bạn nha. Bây giờ test độ tấn công nó thế thôi các bạn. Nó rất là mạnh rồi. Rồi mình sẽ có một cái cách test khác. Để mình nâng cấp lên cái thanh kiếm VIP nhất luôn. 150.000 nâng cấp lên thanh kiếm VIP nhất. Ui đùa luôn. Sau đó thì mình sẽ gọi là thử đánh vào cái con chó xem nó có như thế nào. Đấy. Nó có khả năng phòng thủ cũng ghê gớm không. Bởi vì là áo giáp kim cương mà. Ôi nó phải khác biệt chứ. Đồ VIP nhất này. Rồi ok 170 rồi. Đấy thôi nó chắc chả cần lấy vương miện đâu. Đây. Lấy luôn cái thanh kiếm VIP nhất. Đó. Xong rồi bây giờ là thả con chó mình ra. Thế từ chân nào. Ui vẫn chết. Ôi giời ơi cái này. Thế thì chó này chỉ ấy rồi. Ui thanh kiếm này nó đánh thế mà. Chó này nó chỉ tăng, ôi nhưng mà rõ ràng mình chỉ cần cầm vào thôi. Là cái áo giáp nó lên giáp vàng mà vẫn bị thanh kiếm này tiêu diệt này. Nói chung là thanh kiếm này cũng mạnh đi. Đấy, nhưng mà thôi, đây mình sẽ cho nó lại mặc. Ê em ơi. Dù em ơi, láo này. Ui, cái gì đây? À, đâu, không phải chó ta sấm sét đâu. Nó vừa mới sử dụng thanh kiếm. Đấy, nói chung nó cắn, bọn này thì one hit rồi. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì mình đã nâng cấp gọi là con chó VIP nhất ở trong Minecraft cho bạn thấy rồi. Đấy, nó từ cái vòng cổ nó rất là cùi bắp cho đến bộ áo giáp xịn sò nhất là bộ áo giáp kim cương dành cho chó các bạn thấy không. Đấy sức tấn công nó cũng rất là VIP đấy. Nhưng mà áo giáp này chắc là do rằng là con này nó chỉ có lượng giáp nhất định thôi. Nó không thể nào mà hấp thụ thêm giáp được nữa. Mình đánh một cái vẫn chết các bạn ạ. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên qua kênh của Vanh ấn đăng ký hộ Vanh nha. Và đừng quên comment thử thách đặt ra cho mình ở phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye.
Bye bye.